Xin chào các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Rất là vui được quay trở lại và chia sẻ với anh em những chiếc đồng hồ hay và hấp dẫn nhất. Như tên đề của video thì chúng tôi muốn giới thiệu tới anh em một chiếc đồng hồ Rolex thuộc bộ sưu tập mới. Và tôi đặt tên cho nó là Rolex Pinzi. Tại sao tôi lại đặt tên chiếc đồng hồ này như vậy? Lại cùng tìm hiểu trong video này anh em nhé. Hôm nay đây tôi xin giới thiệu tới anh em, đây là Ngọc, là chuyên viên tư vấn của Gia Bảo ở tại chi nhánh miền Bắc Hà Nội đó. Thì em chào anh em đi. Mình tên là Ngọc, mình là chuyên viên tư vấn đồng hồ đến từ Gia Bảo Luxury ngoài chi nhánh miền Bắc. Ngày hôm nay mình sẽ cùng anh Hiệp review về mẫu đồng hồ gọi là đồng hồ Pinzi theo như tiêu đề của video ngày hôm nay. Thì thưa anh như này, hai chiếc đồng hồ này thì anh thì anh có thấy là Ngọc có hỏi anh về một vài câu hỏi đúng không? Lúc nãy thì anh bảo là thôi thì đây nhân tiện lên video thì em có thể hỏi luôn anh, chia sẻ với anh em luôn. Thì, đó. Về câu hỏi thì hai mẫu đồng hồ này thì em thấy là như tiêu đề là anh có đặt đồng hồ Pinzi. Thì em muốn hỏi là lý do vì sao mà anh lại đặt tên hai chiếc đồng hồ này và đồng hồ Pinzi? Đây đúng một câu hỏi cũng rất là thú vị ở đây. Đấy chính là tại sao tôi lại đặt tên cho chiếc đồng hồ này là Rolex Pinzi. Thì chiếc đồng hồ này ấy, nó có cái mã hiệu là 1260036mm OP. Đấy, không có lịch. Chiếc đồng hồ này thì mới ra thôi, 2020. Được ra được có 2 tháng rồi đấy, với cái mặt số màu hồng. Đấy, mặt số màu hồng. Và ngay khi tôi nhìn thấy cái mặt số này thì tôi liên tưởng ngay đến anh rapper rất là nổi tiếng hiện nay. Đấy là anh Pinzi. Đó, chứ không phải là anh Pinzi mua chiếc đồng hồ này. Thực sự mà nói thì anh Pinzi thì anh bạn Pinzi của chúng ta cũng có niềm đam mê với Rolex đó, và tôi hy vọng là sau khi xem được video này thì có thể là anh bạn Pinzi ngắm qua chiếc đồng hồ này. Đấy, một số cái mặt số màu hồng rất là đúng với cái phong cách của anh bạn đó, thường xuyên mặc với màu hồng rất là nổi bật đó. Rồi đấy là lý do vì sao anh đặt tên cho chiếc đồng hồ này là Rolex Pinzi. Cái câu hỏi thứ hai thì em cũng muốn hỏi anh là về những chiếc đồng hồ này ấy, thì em thấy là nó là size 36. Thì nó là mặt số màu hồng này thì em nghĩ là không biết là liệu nam giới và nữ giới thì theo chiếc đồng hồ này sẽ hợp lý hơn. Một câu hỏi anh nghĩ là cũng có nhiều anh em sẽ đặt câu hỏi này trong thời gian tới. Nhân tiện ở đây Ngọc có hỏi thì anh sẽ trả lời luôn. Cái đôi đồng hồ này là một cặp vợ chồng mua để đeo đôi anh em ạ. Thì quan điểm của anh chị ấy thì cũng rất là thú vị. Đó chính là anh ấy thì bảo là màu hồng mặc dù nó là một nữ giới thường thấy, nhưng anh ấy thích cái mặt số này với chiếc đồng hồ này. Bởi vì sao? Bởi vì là chiếc đồng hồ này là dây oyster vỏ thép, cái mặt số màu hồng ấy nó rất là ấn tượng. Và khi mà phối đồ thì anh ấy sẽ phối đồ làm sao cho nó phù hợp với cái mặt số này. Còn đương nhiên ấy là với chị đúng không, chị nhà thì là có cái mặt số màu hồng là rất là phù hợp rồi. Tuy nhiên ở đây đó chính là cái dây oyster vừa là một ưu điểm cũng lại vừa là một cái nhược điểm. Ưu nhược điểm thì cũng không hẳn đâu, mà nó là do sở thích hay không thôi. Thường thì những người chị em thì thích dây jubilee hơn. Tuy nhiên là dây oyster này thì nó mang tính chất là khỏe khoắn, nó phù hợp với những cái bộ trang phục, nó mang tính chất là sport hơn một chút. Đấy, và một ưu điểm nữa với những chiếc đồng hồ Rolex với dây oyster là em đeo một thời gian khá là lâu ấy thì nó không bị nhão, cái dây nó không bị xuống cấp. Còn như câu hỏi của Ngọc nói là nam đeo hay nữ đeo phù hợp hơn, thì ngày nay có lẽ là trừ đồng hồ khoảng tầm 31 thì nam đeo nó bị nhỏ thôi. Nhưng anh nghĩ là đưa vấn đề về 36 thì đây là một size cả nam cả nữ đều đeo được. Còn lại là do sở thích cá nhân thôi, có thích màu hồng hay không, có thích dáng vỏ oyster với vỏ thép hay không, đó quan trọng là thích là được. Đấy, quan trọng là mình thích là được thôi. Với câu hỏi thứ ba thì em muốn hỏi anh là với cái chiếc đồng hồ này ấy, thì nếu mà nữ giới đeo thì mình sẽ phối đồ như thế nào hợp lý, bởi vì là đây là phần dây oyster, còn về nam giới thì nó cũng là size 36 nhưng mà nó lại là mặt số màu hồng. Thì em nghĩ là câu hỏi này cũng khá là thú vị để cho những vị khách hàng muốn lựa chọn chiếc đồng hồ này. Để trả lời cho cái câu hỏi này thì đầu tiên là về nam giới, nhưng mà là tôi là người có chiếc đồng hồ này thì tôi sẽ thường xuyên đeo chiếc đồng hồ này để phối với cả cái đồ mà đi biển đó. Vì sao? Vì cái mặt số nó mang tính chất là nó có color, tức là nó màu sắc một chút ấy, thì thường là chúng ta sẽ không mặc với những cái sự kiện nó mang tính chất là trang trọng. Đấy, mà tôi thì tôi thích là đeo chiếc đồng hồ thép
mặc quần short, đi giày thể thao hoặc là đi tông, đấy, mặc áo polo đi chơi dạo quanh bờ biển nó rất là phù hợp. Còn với chị em thì cũng khó nói, vì chị em bây giờ thì nó không phải là cái tôi nắm được đấy, chị em mặc như nào mang tính chất là đẹp là được đấy. Thường thì là tôi thấy là đưa chị em nay mặc những bộ đồ sport đấy, đeo Rolex đồ thể thao, dây Oyster vân vân, nó khá là phù hợp. Còn những cái chiếc đồ này thì nó như nào nhỉ, nếu chị em mặc đầm cũng được, nếu chị em thích thế thôi. Anh vừa chia sẻ cái vấn đề là những cảm nhận của anh, thế thì Ngọc theo em thì em có đánh giá như thế nào về chiếc đồ này đấy, thì em có thể chia sẻ với em khách hàng. Và em thì em trực tiếp là thường xuyên giới thiệu tới khách hàng ở chi nhánh phía Bắc, thì em thấy được là cái màu hồng này có phù hợp với khách hàng của chúng ta hay không? Về những chiếc đồng hồ này thì em thấy là về cái màu sắc ấy thì nó rất là lạ, vì là nó là màu sắc mới của Rolex sản xuất trong năm 2020 này. Thì nếu mà để khách hàng lựa chọn thì em nghĩ là những khách hàng trẻ thì có thể mình lựa chọn chiếc đồng hồ này. Để ví dụ mình phối đồ, ví dụ như fan hâm mộ của Binz chẳng hạn, có thể lựa chọn chiếc đồng hồ này. Mình tạo ra một xu hướng mới của giới trẻ. Có nghĩa là xu hướng mới của giới trẻ nghĩa là theo ý em đấy chính là đeo đồng hồ mặt số màu hồng. Theo ý em là có thể là giới trẻ mặc đồ thể thao thứ mà đeo Rolex nhiều hơn. Tại vì em thấy là giới trẻ bây giờ thích những thương hiệu Hublot các thứ hơn. Mình có thể chọn sang Rolex. Trông nó cũng rất là trẻ trung. Đúng rồi, công nhận là Rolex thì thường khi chúng ta nhắc đến thì chúng ta thường nghĩ là những chiếc đồng hồ nó khá là già đúng không? Nhưng đúng là em khi em nói thì anh mới thấy được một điều là năm nay Rolex giới thiệu rất là nhiều những chiếc đồng hồ có mặt số nhiều màu, xanh, thiên thanh, vàng, đỏ, rất là nhiều màu. Đấy, thì chắc là Rolex muốn tiếp cận được những cái bạn trẻ nhiều hơn nữa. Đó. Và về giá của chiếc đồng hồ này thì em thấy thế nào? Về giá thì hiện nay thì em thấy là cũng là một mẫu đồng hồ mới, thì em nghĩ là giá hiện nay cũng đang chưa được ổn cho lắm. Em nghĩ là một thời gian tới khi mà mẫu đồng hồ này đã ra mắt lâu hơn thì cái mức giá nó sẽ tốt hơn so với thời điểm hiện tại. Ok, thì đó, trong video này thì tôi thấy được là Ngọc đã đặt cho tôi và anh em một số cái câu hỏi có liên quan đến chiếc đồng hồ 126000 này, Rolex Binz mà tôi đặt cho cái tên rất là cool ngầu đấy. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo. Đừng quên follow và like video nhớ anh em để hướng dẫn em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.